bấm vô đâu mồi bấm ca. Ôi à, cô ấy tắm mà không có nước á, xà bông à. Mình là thợ sửa ống nước nha. Wow, mình là thợ sửa ống nước siêu cấp luôn các bạn ơi. Sửa một cái là thành công luôn nha, thành công rực rỡ. Rồi sen phun nước phà phà xuống luôn nha. Tiếp tục nha. Ô, bây giờ là một chú cá. Một chú cá, một chú cá đang còn nước. À, nói đây, nói đây. À, tới hai cái chỗ nói luôn. Rồi, nói lên. Ây da, nước phun tùm lum. À, đây. Rồi, nói lên cho con cá. Nói lên cái chậu cá luôn. Yeah, xuất sắc quá các bạn ơi. Thợ nói ống nước thật là xuất sắc nha. Yeah, mình vừa mới cứu được một con cá vàng. Wow, mình được thưởng rất là nhiều tiền nha. Tiếp tục. Mà có hai sao à. Mà có hai sao à. Ôi, mở, cứ thưởng cho mình nha. Mình được đổi áo mới, có nón đội luôn nha. Hello. Hết rồi sao? Ôi, cái bếp mình đang nấu ăn bị cháy. À, mình chặt cái dồi này. Yeah, mình là lính cứu hỏa luôn. Từ người thừa sửa ống nước là lính cứu hỏa luôn nha. Ôi, yeah. Cái máy giặt các bạn ơi. Đây là một cái máy giặt nha. Rồi, mình nói nước từ từ lên nha. Đó. Quay, xoay, đúng rồi, xoay cái ống này. Thì cái ống này rồi mình này nói nha. À, nói đây, nói vô cái máy giặt nè. Đưa nước lên máy giặt phải không? Ủa không cái này nói vô đây. Nói vô đây, nói dưới nhưng mà nói trên. À, nước có là máy giặt tự hoạt động luôn các bạn ơi. Quay giặt xong cái quần màu hồng cho cái ông hồi nãy nữa.